vì thật sự giá trị của Vương Miện rất lớn, và em cũng rất mong rằng mọi người có thể hiểu cho em là và hơn thế nữa, lần travel lần tiếp theo em về Việt Nam thì em sẽ mang Vương Miện về. Với Vương Miện gốc thì đang nằm ở Philippines, bởi vì tất cả những hoa hậu của ban tổ chức từ xưa tới giờ nay thì họ đều có một cái nhân bản, một cái Vương Miện bản sau, thì tất cả các bản gốc của nó thì sẽ không có nằm ở đi ra nước ngoài, nó chỉ ở Philippines thôi. Thì cái làm điều của ban tổ chức thì mình không có biết được họ như thế nào, còn một cái nhân bản thì Ngọc Phương Khánh thì vẫn chưa thấy được cái Vương Miện đó,